Xe container được nhiều người coi như những hung thần trên đường bởi sự công kênh, nặng nề mỗi khi di chuyển. Vừa qua trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã ghi nhận vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe container gây ra. Theo đó, một chiếc xe container đang lưu thông trên đường tại trung tâm thành phố Thái Bình thì bất ngờ mất lái, tông sập cổng trào ở khu vực Quảng Trường 14 tháng 10. Sáng ngày 15 tháng 7, đại diện đội cảnh sát giao thông thành phố Thái Bình cho biết, đêm 14 tháng 7 trên địa bàn thành phố Thái Bình xảy ra vụ xe container đâm sập cổng chào. Theo đó, vào khoảng 22 giờ đêm 14 tháng 7, xe container chở hàng đông lạnh của hãng vận tải Trang Anh, do tài xế Bùi Gia Duẩn, trú tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, điều khiển đang chở quả vải từ Bắc Giang chạy theo hướng đường Võ Nguyên Giáp qua đường Lê Lợi thành phố Thái Bình để vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Khi đi đến đầu đường Lê Lợi thuộc khu vực quảng trường 14 trên 10, đối diện trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, xe bất ngờ đâm vào phần cổng chào trên đường, khiến cổng chào bị gãy, đổ sập xuống. Một phần của cổng chào đè lên xe ô tô 4 chỗ đang đổ ở bên đường hướng đối diện. Thời điểm xảy ra tai nạn tại khu vực quảng trường 14 trên 10 đang diễn ra hoạt động văn hóa, văn nghệ nên thu hút rất đông người dân đến xem. Rất may vụ việc không gây thương vong về người. Những tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã khẩn trương có mặt, phong tỏa hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Trong các vụ tai nạn giữa xe container với xe máy, xe con, thì phần thiệt gần như luôn thuộc về xe nhỏ hơn. Thời gian qua không chỉ Thái Bình mà trên cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe hung thần này hy vọng quý vị và các bạn khi ra đường sẽ lưu ý nâng cao cảnh giác để bảo vệ an toàn và hạn chế các trường hợp đáng tiếc xảy ra